hướng đi đảo Kiết Hội An là bây giờ mình sẽ băng qua cái con đường này là sẽ đến bên phía bên kia là resort của mình ở luôn á. Bây giờ ông xã mình, vì hôm nay là mùng 2 âm lịch đó, thì ông xã của mình sẽ muốn mua một ít trái cây để mà mình cúng xe. Giỏi cái gì không biết luôn ha. Thông tục thôi các bạn, có kiêng thì có lầm thôi. Wow, bây giờ mình đã đi đến Resort Memories Hội An Resort and Spa rồi. Mừng quá các bạn ơi. Đây là con sông Thu Bồn. Mình thấy rẽ trái, sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Mình sẽ đi qua một cái cầu á, để đi qua con sông mà mới đến cái resort bên này, là nằm bên cùng hết. Sao thấy im phăng phắc vậy ta? Đây, Hội An Memory đây. 100m nữa, rẽ trái. Hội An rẽ trái, sân đó điểm đến của bạn Memory Resort and Spa ở đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm thủ tục ở check-in và giới thiệu cho các bạn về phòng ốc cũng như là các dịch vụ của resort mình nha. Mình nghe mùi thơm lắm rồi đó. Suriru, welcome drink với em nè. Đây là sảnh ha, lobby để mà làm thủ tục check-in. Ngon không? Bây giờ mình đang chờ làm thủ tục thì mình sẽ quay sơ về sảnh chính lobby nha. Bên này vẫn có có cái bạn hướng dẫn về các cái khu nào. Lần đầu tiên đến còn nhiều bỡ ngỡ lắm nha các bạn, chưa bao giờ lưu trú ở bên resort này hết. Có khu toilet nè. Bên này sẽ là khu nhà hàng, rất là mát. Em làm cho anh. Chào mọi người, con là Suri đây. Hôm nay con sẽ dẫn mọi người tham quan phòng của tụi con tại khách sạn Hội An Memories Land hả? Resort and Spa ở trên đảo Ký Ức Hội An á các bạn. Thì có một cái chiếc resort rất là đẹp luôn và mang cái phong cách cổ của Hội An. Thì hạng phòng hôm nay gia đình mình ở sẽ là hạng phòng Deluxe King. Rồi bây giờ theo chân của bé Suri để mình khám phá một cái căn phòng tại resort Hội An Memories thì sẽ như thế nào nha. Đầu tiên khi mình bước vô thì sẽ có một cái khu để hành lý nè. Ở dưới đây thì mình có thể để giày dép của mình. Bằng gỗ mà theo kiểu như nó cổ xưa, nhưng mà rất là sạch sẽ nha các còn bạn. Ở trong này thì sẽ có mở là cái tủ đồ. Ủa có nguyên cái giỏ gì luôn vậy con? Dạ cái túi này là để mình để đồ dơ vô. Dễ thương quá vậy, xinh quá vậy. Dạ. Đúng rồi, được làm bằng mây che lá. Đây thì mình có hai cái áo tràng nè. Tí nữa mình sẽ mặc để đi bơi hi. Mình còn có một cái điện thoại nữa. Không biết ở dưới đây là cái gì chứ không có gì đâu con. Không gì thì mình có cái kiết sắt nha. Ok, rồi tiếp theo nha. Qua bên này. Thì bên này là một cái mini bar nhìn rất là xinh luôn. Ở trên thì mình có mấy cái bình trang trí nè. Còn ở đây thì sẽ là trà và cà phê. Mấy có hai chai nước và ly. Đây là tủ lạnh nha. Đây là tủ lạnh. Đây là tủ lạnh rồi. Con thử xem cái này có gì tủ không nha các bạn. Rồi đi vô tiếp nha con. Nè ba, ba thấy cái này chưa? Tiếp theo thì đây chính là cái gương để trước khi mình đi mình có thể soi lại xíu. Trời nắng quá, có cây dù luôn kìa con. Dạ. Mình không rõ cái ghế này để ngồi make up hay là để mình mang giày. Ba mình nói là để ngồi mang giày. Nhưng con cũng nghĩ là để ngồi make up. Không rõ. Rồi tiếp theo đi vô đây, đây là căn phòng chính của mình nè. Tôi đi còn kiếm gì đó vậy con? Còn kiếm cái gì để review kìa. Vui kinh, rất là to luôn. Vui vẻ kìa. Rồi, đây là chiếc giường.
của hãng phòng King to nha các bạn, to đó, bởi vì là được ghép lại từ hai giường đơn cho nên rất là to luôn. Ồ, ở đây sẽ có hai trẻ con đang coi bản đồ. Ừ, đang coi bản đồ để enjoy các dịch vụ của resort. Rồi, bên này đi Suri. Ở bên này thì mình có một kệ dài với lại bàn trang điểm. Có mà không, nói chung là bàn làm việc đi. Ừ. Để đây mình không thấy cái gương. Đó. Còn cái này là gì ta? Cái tủ thôi. Cái tủ không thôi. Chắc để mình mang phong cách cổ á các bạn. Thì khi mà mình vào phòng á, là phòng đã được mở máy lạnh sẵn để welcome khách rất cho là nên mát là mình đi từ xa đến nền nhiệt độ ngoài trời đang rất là cao nhưng mà vào phòng thì rất là mát. Rồi đây là chiếc view lung linh của mình đây. Ở ngoài mình sẽ có là một cái view vườn với là view sông nha. Oh, view sông Thu Bồn á các bạn. Rất là đẹp nè. Còn có cái bàn cà phê để uống nước nữa nè. Nào mình bước ra đây thử xem. Wow, nay nắng đẹp quá anh. View hôm nay của mình đẹp quá, đẹp quá. Cái tàu chạy tới rồi. Rất view luôn đó. Ừ. Ủa, có view xong rồi tàu bè rồi chạy nữa là ngon. Rồi. Theo mình đánh giá căn phòng này á, với diện tích ở rất là thoải mái các bạn. Azuri còn cái rất là cũng quan trọng cho phòng ngủ mà chưa có review. Ở dưới đây thì hồi nãy mình quên chỉ cho mọi người là có hai đôi dép nha. À, hai đôi dép mang trong nhà. Và đây là cái toilet của tụi mình. Toilet chia làm hai bên đó các bạn. Ở đây thì khách sạn làm cái bồn tắm, cái bồn lavabo khá là thấp nên chỉ em xài cũng được. Ồ, sorry hay quá. Ở dưới đây thì có máy sấy, tô điện tử, hai cái khăn tắm lớn và hai cái khăn lau tay. Vanity kit nè, những cái đồ mà mình sẽ xài trong ngày. Và hai cái ly có cái gương nặng mụn. Hả? Nguyên trang điểm ở gương nặng mụn cũng được. Rồi. Ở trong này là toilet, phòng tắm, shower room. Thì đây là cái chỗ tắm đứng của tụi mình nè. À, đẹp quá ha. Dạ. Phòng tắm to lắm các bạn. Đây là bồn tắm của tụi mình. Trang trí nhìn rất là đẹp luôn. Đẹp ha. Dạ. Qua wow, vừa trong cổ vừa hay hay các bạn. Hai cái khăn tắm lớn luôn nè. Ờ. Rồi thì đây là cái hạng phòng deluxe. Tiêu chuẩn là giường king hoặc là các bạn muốn giường suite thì mình đăng ký thôi ha. Thì mình thấy cái phòng này của mình á, nó vừa cổ điển mà nó vừa hiện đại nữa, cho nên là tạo cho cái du khách một cảm giác rất là thoải mái khi mà mình lưu trú ở đây, đặc biệt là view rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một tí xíu rồi cùng gia đình đi tham quan bên Hội An Memories Land nha. Và các dịch vụ tiện ích của resort ha, mình sẽ giới thiệu thêm. Rồi cảm ơn bé Suri. Bye bye mọi người, chúc mọi người có bài ngày đi chơi vui vẻ nha. Nói chung là một ngày nhớ subscribe và like kênh của mình nha. Bye bye. Bây giờ mình sẽ review về quang cảnh xung quanh của resort Hội An Memories nha các bạn. Đây là căn phòng của mình. Đường vô phòng cũng được trang trí rất là dễ thương. Và nhà mình ở ngay tầng dưới luôn. Thì nhìn ra là cái khu thấy là chỉ có 2 tầng thôi. Thì nhà mình ở tầng dưới luôn. Ở cần phải leo thang cũng rất là tiện. Thì phòng mình nhìn ra là sẽ có hồ bơi luôn các bạn. Cho nên là mấy bạn nhỏ chỉ cần đi băng qua sân là có thể bơi được rồi. Đây là hồ bơi, bây giờ là 4 giờ chiều và rất là nắng luôn các bạn. Mình thấy là resort rất là mới. Mình cũng chưa có tìm hiểu là xây dựng được bao lâu rồi. Nhưng mà nhìn vào tổng quan thì rất là mới. Mình thấy là căn phòng của mình rất là mới và tường sơn cũng mới nữa. Hai đứa nhỏ mà mình được bơi là sung sướng. Đây là nam thanh niên sợ nắng. Không biết còn đang được ở cái chỗ nào nữa mà cũng sợ nắng lắm. Giờ bơi của mình sẽ là từ 6:30 sáng cho đến 7:00 tối. Mình có thể sáng ra là mình bơi, mình thể dục thể thao sớm luôn ha. Mình sẽ đi tham quan xem còn gì trong cái khu vườn dễ thương này.
mình đi đến Hội An xong mình đi qua một chiếc cầu nho nhỏ đến với lại resort, một cảm giác rất là bình yên và rất là đẹp á các bạn. Thì resort mình sẽ xài tông vàng là chính ha. Ở đây là phố mua sắm ký ức Hội An của ở trong cái nhà này là có một cái phố mua sắm. Vậy là mua sắm dữ chưa? Thì đây là nhà phao. Rồi, mình qua đây. Có những cái nhà như là những cái mái tum như vậy đó các bạn. Trong này là gì? Trong này là khu A, cái khu gội đầu. Thiết kế rất là cổ, mây che lá các bạn. Khám phá tiếp thôi. À, spa salad. Nắng quá đi. Bên này cũng là các cái dãy phòng giống như mình đó các bạn ha. Thì khi nãy vừa mới bước vô phòng á, ông xã mình thích quá, nói là ở đây thích quá em, phải ở thêm mấy đêm nữa thì trải nghiệm thư giãn nó mới tuyệt. Wow, ở đây mình có cái hồ sen. Đây là chiếc hồ sen rất là đẹp luôn. Ồ trời, hôm nay nè các bạn, được một cái là mùa hè nó nắng nóng thiệt là nóng luôn, cho nên là đa số là trốn vào trong phòng mãi đến chiều mới dám xuất hiện đó các bạn. Rồi. Chiếc hồ có một cái cầu để mình đi qua để sáng mai. À, đây là Yoga Babylon, cái phòng tập yoga ta, mình đi vào thử. Hình như nó là cái phòng gội đầu lúc nãy đúng không ta? Đúng rồi, nó là cái phòng gội đầu lúc nãy nè. Ồ, không lẽ mình bị đi vòng vòng sao ta? Ồ, có cái chuối. Không có trái. Tại là cũng có du khách luôn á. Mùa hè mà, nên chắc ngày nào mình cũng có khách. Con đường này mình có thể dẫn ra sông nè. Thì lúc nãy á, khi mà check-in Lễ Tân có giới thiệu với mình á, là thời gian ăn sáng là từ 6 giờ 30 cho đến 10 giờ sáng lận. Và resort có cho mượn xe đạp miễn phí, thì mình có thể là đạp trong cái nội khu vực, thậm chí có thể đạp ra ngoài luôn các bạn. Cho nên là tối nay gia đình mình sẽ mượn đây mình sử dụng xe điện rất là dài và đẹp mà màu hồng như vậy. Kế hoạch là chiều nay mình sẽ mượn xe điện của resort để mình đi ra khu phố cổ chơi. Trước mặt mình là sông Thu Bồn, mình đang đi tìm một chiếc hồ bơi thứ hai, là chiếc hồ bơi vô cực của resort. Hay. Bên đây là con sông Thu Bồn. Rồi, theo mình đoán là phía trước đó là cái view của phòng mình luôn á. Đây là cái mặt view của các phòng nè các bạn. Thì hôm nay mình thấy là mình được ở cái khu vực phía dưới, nó thuận tiện để mà mình có thể đi ra mình ngắm sông. Còn nếu mình ở trên lầu á thì mình sẽ được ngắm cảnh rõ hơn. Ngắm cảnh từ trên cao thì sẽ rõ và đẹp hơn, nhưng mà ở dưới đất thì mình đi ra đường nó sẽ tiện hơn. Thời tiết mùa hè ở Hội An này rất là tuyệt vời. Trời nắng nóng, trời trong veo. Mình đi qua bên này tiếp. Khung để ý rất là xinh đẹp luôn á các bạn. Ừ, trong khu này là bao thơm nè. Tại vì khu này là có trồng hai hàng cây hoa sữa. Đợt khi mình đi vào là rất là thơm rồi. Ở bên này mình ở chắc là một cái hạng phòng mà khác như là villa các bạn. Tại vì ở bên
resort thì sẽ có các dạng phòng đơn và các hạng villa. Rồi bây giờ mình sẽ ra đây. À, đây chính là hồ bơi vô cực. Mình ở cái khu này thì đẹp ha. Chim hót và hoa sứ thì thơm lừng, rất là bình yên. Resort rất là sạch sẽ luôn á các bạn. Rồi. Chiếc hồ bơi vô cực. Nắng quá, nắng quá. Đây là chiếc hồ bơi vô cực. View đẹp quá. Nắng quá nhưng mình quay tí xíu thôi, mình sẽ vô thưởng thức hoàng hôn đẹp nhất Hội An. Rồi một tí xíu nữa khi mà trời mát hơn mình rủ gia đình ra đây cùng bơi và cùng đón hoàng hôn nha. Đây, vậy là mình đi một vòng để giới thiệu về nội khu của Memories Hội An Resort and Spa, là một resort đạt chuẩn 4 sao các bạn. Mình thấy resort được chăm sóc rất là tốt, cho nên là mang đến một cái trải nghiệm rất là sạch, tốt cho khách hàng. Có trong phòng ngủ thì đầy đủ tiện nghi hết. Và rất là tiện để mình có thể đi dạo phố cổ nè. Rồi đặc biệt luôn là resort của mình nằm villa nằm trong đảo Kiết Hội An, cho nên là sẽ có cái bên cái khu mà khu công viên. Bên ngoài có một cái khu công viên ấn tượng Hội An, rồi xong có show diễn Ký ức Hội An. Thì khi mà mình lưu trú tại đây thì trong gói phòng của mình là đã có luôn vé vào cổng để đi tham quan công viên Ký ức Hội An, với lại là luôn cả vé xem show diễn. Ký ức Hội An là một show diễn rất là độc đáo tại thành phố Hội An mà các bạn rất là nên xem khi mà lưu trú tại đây. Thì khi mà mình kết hợp mình đi đến Hội An đó, thì theo mình nghĩ là các bạn có thể kết hợp là ở tại trong cái resort của đảo Kiết Hội An này, rồi xong rồi mình xem show luôn là rất là tiện, bởi vì chỉ cần đi bộ qua thôi vì nó nằm trong khu với nhau mà, cho nên là một cái địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng và rất là nên xứng đáng để trải nghiệm tại Hội An ha các bạn ha. Bây giờ là 5 giờ chiều, sau khi mà cả nhà đã nghỉ ngơi và bơi đã rồi thì mình sẽ đi qua bên khu công viên ấn tượng Hội An hoặc là ký ức Hội An. Đây là cái mặt tiền của bên khu resort này các bạn, cũng chính là cái sảnh chính để vô lobby. Còn đây là gia đình mình, lối này mình sẽ đi qua bên khu công viên ấn tượng Hội An, cũng là nơi sẽ diễn ra show Kiết Hội An tối nay luôn các bạn. Thấy thương quá. Rồi. Cùng nhau đi tham quan khu công viên ấn tượng Hội An nha. Vô con. Hello bé Robin. Hôm nay cả nhà mình có một buổi chiều rất là thoải mái. Mommy, look at this. Nãy mẹ nghe mấy cô nói là sẽ có những cái show diễn nhỏ, xong rồi tối nay 8 giờ sẽ là show diễn chính. Thì công viên bắt đầu mở cửa hoạt động 3 giờ chiều. Mẹ nhanh lên. Từ 5 giờ đến 7 giờ tối sẽ bắt đầu diễn ra những cái show nhỏ chào mừng. Hay là đúng 5 giờ là diễn rồi ta? Tôi không để ý nữa. Nãy giờ mãi mê chụp hình bên resort nên chưa có qua liền. Hỏi mấy em đi anh. Robin ơi, con đi con coi chừng dưới chân nha. Dạ. Giỏi. Mình đi từ bên resort qua bên công viên này sẽ mất 2 phút đi bộ, rất là gần bạn. Đối diện resort luôn là công viên. 6 giờ. Còn số lớn là dưới kia. Ăn quá hả mẹ? Đây là công viên ấn tượng Hội An. Xin đâu vậy nhỉ?
để mình xem coi, vì là bên resort qua thì sẽ là không có mức phí, còn ở đây mình sẽ cái phí gì ta. Lễ hội mùa hè ra mắt vương quốc kẹo ngọt đầu tiên tại Việt Nam. À, chút xíu nữa mình theo gia đình vô đây ha. Rồi bây giờ mình đã đến chính thức, mình sẽ bước vào khu công viên ấn tượng Hội An. Thì ở đây sẽ có một cái lịch diễn mini show, show liên tục luôn các bạn, đến 8 giờ sẽ là show chính thức. Bây giờ sẽ có các show nhỏ phụ. Đây mình sẽ có một cái miếu Quan Âm tự. Dạ. Hai bên là lối dẫn vào công viên, sẽ có các quầy bán hàng lưu niệm. Con đi coi show đi, bên mai vô nhà hàng coi coi bán cái gì. Ok con. Đó là có một cái nhà hàng làng Việt Nam. Đây là show lụa ơi, bình tĩnh Rubin. Mẹ con em đây đi anh. Đứng rồi,
Ở đây mình sẽ có nhà hàng món ngon ba miền. Tiếp theo sẽ là show diễn khu rừng hạnh phúc. Tâm vô đây đúng hả? Ở đây có Phong Nguyệt Lầu Lẩu Mỹ Nhân. Lẩu Mỹ Nhân ẩm thực phố hoa. Lên chuẩn bị đó. Minh ơi, qua đây, qua đây. Quả túi. Xịn quá, xịn, xịn sớm. Bye.
à, được không? Wow. Trời ơi. Sao hay vậy ta? Wow wow. Thì bà lên chắc khói luôn. Vừa đến. Để chào đón sự xuất hiện của Tứ Đại Mỹ Nhân. Xin mời. Thank you.
một nhà sắc nồng nàn và quyến rũ. Nàng ta đã làm điều đứng không biết bao nhiêu vị công tử ở cái đất Hội An này rồi. Cùng chờ đón sự xuất hiện của mỹ nhân Hoa Mai. Hoa Mai đâu? Thank you.
trai nhỉ? Mới nhiêu đó mà đã động lòng Xuân rồi hà. Khoan đã, tiếp theo đây là một nhan sắc vừa thông minh vừa lém lỉnh, không ai khác đó chính là mỹ nhân Kim Cúc. Kim Cúc. Và đó là tứ đại mỹ nhân của Phong Nguyệt Lầu.
Ngay sau đây, em xin kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại bốn bông hoa tươi đẹp nhất của cái đất Hội An này. Nào nào, cục vàng cùng ngọc của mẹ ra đây cho quý vị chiêm ngưỡng đi nào. Mẹ nó đẹp cỡ này, sạch ra bốn đứa con gái thiệt là giống mẹ quá đi hả. Sau đây là đến phần quan trọng nhất của đêm nay, đó là chúng ta sẽ bình chọn ra hoa khôi trong số tứ đại mỹ nhân đang đứng ở đây. Khi em gọi đến tên của mỹ nhân nào, nếu quý vị cảm thấy yêu thích mỹ nhân ấy, cho mỹ nhân ấy một tràng vỗ tay thiệt là nồng nhiệt. Mỹ nhân nhận được nhiều sự yêu thích của quý vị nhất sẽ trở thành hoa khôi của đêm nay. Và hoa khôi ấy sẽ có quyền lựa chọn ra một trong số các vị công tử đang ngồi ở đây để cùng hưởng đêm xuân. Dạ rồi, đầu tiên là mỹ nhân Hoa Mai. Tiếp theo là mỹ nhân Hồng Lan. Tiếp theo là mỹ nhân Kim Cúc. Và cuối cùng không ai khác, đó chính là mỹ nhân Thành Trước. Rõ ràng mỹ nhân sẽ trở thành hoa khôi của đêm nay không ai khác, đó chính là mỹ nhân Hoa Mai. Nào nào Hoa Mai ơi, hãy lết cái xác xuống đây, len lỏi vô từng ngóc ngách để tìm ra một vị công tử ngon từ thịt, ngon từ xương như nào. Nhìn cho kỹ vào, coi chừng chọn lộn chị em. Nào. Chúc mừng chàng trai đã trở thành người may mắn nhất của đêm nay. Ôi, thiệt là khéo chọn quá đi hà. Nhìn mà. Nào, xin quý vị chúng ta hãy cùng nín thở trong nhiều để cho chúng em được làm gì. Cái gì vậy? Để mẹ vô cứu con sao vậy? Nhưng mà đừng mà công tử, đừng dừng lại nữa đi. Em thích quá đi hà, đúng là khéo chọn. Anh đổ mồ hôi rồi kìa. Tối nay về chúc anh được toàn thay. Con làm gì mà sợ quá đi hả kìa. Dạ rồi, em xin cảm ơn quý vị chúng ta đã đến đây để cùng tham dự buổi tuyển chọn hoa khôi của chúng em. Và sau đây em xin kính mời quý vị chúng ta cùng di chuyển xuống bên dưới để cùng tham dự buổi khai trương của Phong Miệt Rầu với nhiều món ăn ngon và đặc biệt nhất của cái đất Hội An này. Xin chào và hẹn gặp lại các Hội An. Xin cảm ơn. Sau khi đã quá nóng mình với lại tứ đại mỹ nhân, bây giờ mình sẽ đi tham quan tiếp. Sút mồ hôi luôn. Tứ đại mỹ nhân làm ăn sướt luôn. Cái cầm đó. Hôm nay đẹp quá mà. Nó sướt mướt luôn. Vẫn thấy nước kìa. Bên nè mắc cỡ không dám giờ. Không giờ nó quay qua bên. Bên. Đây là những anh đi không gọi là ấy nha. Đây con, đi du lịch tiếp nha. Đi du lịch. Mình đang ở đâu vậy quý vị? Nè, tối nay là mình sẽ xem cái show Kiếp Hội An ở trong này nè các bạn. Phải tối nay là 8 giờ. 8 giờ. Đây là làng Nhật Bản mọi người. Đi vô làng Nhật Bản tham quan không? Wow, mình đang đi tới trường học ninja các bạn. Đâu? Rồi. Ninja đâu? Con đường hoa sakura. Hoa sakura giả đó, không phải là hoa thiệt đâu các bạn ơi.
Đây là thiền trà, khu vực để thiền trà, một nét văn hóa truyền thống của người Nhật Bản. Bây giờ mình đi tham quan trường học ninja đi. Đâu, ninja chắc giờ này đi làm nhiệm vụ hết rồi, không thấy một ninja nào hết. À, đây là bãi tập, bãi tập của các anh ninja. Nhắc đến ninja là mình sẽ biết ngay đến nước Nhật Bản ha. Rồi mình đi vô đây được, mình có lối ra không ta? Ồ, gì á? No no, không vô đâu. Vô một hồi là lạc lối luôn các bạn ơi. Mình sẽ lạc lối trong cái mê cung. Đây là sân cát để tập võ. Rồi, đi ra ngoài tham quan tiếp nào. Trong này là quán ăn. À, các món cao lầu, phố hội, cơm gà Hội An, mì quảng gà, vân vân vân. Các món của đặc trưng của Hội An. Dạ vâng. Ra bờ xuống này này. Gì vậy? Cậu uống gì vậy? Ừ. Ngoài con. Cô ngoài luôn hả? Dạ. Cô liên tục vậy, cô ngoài luôn mà không liên đâu mà. Ừ, thấy mọi người đang ngồi ăn á anh, làng Việt lắm. Nam. Này đó. Em thấy có cái quán ngồi ở trong nhà kia mà anh. Nét. À, đây là quán ăn Cô Trinh. Ủa vậy hả? Nam thanh niên đã đi thám thính giá và thức ăn cho biết là Cô Trinh thì rẻ hơn. Mọi người xếp hàng mua rất là đông. Bây giờ là mình sẽ đi dạo phố cổ Hội An, xong sau đó là 8 giờ sẽ quay về lại resort để xem show diễn trước Hội An. Là lúc 8 giờ tối thì bây giờ gia đình mình đi vô phố cổ, dạo phố cổ và kiếm cái gì đó mâm mâm dự là sẽ ăn cao lầu, bởi vì ở Sài Gòn thì mình không có ăn cao lầu mà toàn ăn là mì quảng thôi. Giờ nên có dịp đi ra Hội An xem. Có ăn cơm gà nữa. Cao lầu. Ăn giếng đình. Đổ hoài gì nè bé. Lâu quá chừng rồi mình mới trở lại phố cổ Hội An á. Mình đi mặt lơ ngơ giờ sợ anh nhà hàng vườn xưa được không? Bây giờ mình sẽ đi ăn cao lầu với cơm gà nhà hàng vườn xưa. Còn này ối quán cà phê hàng chi sáng sáng.
các hàng quán mình đi ngang qua đông nghịt khắp luôn. Đúng là mùa hè du lịch cũng có khác. Cái rạp Hội An lạ lắm nè. À, rạp Hội An không biết có chiếu phim gì không? Quảng Nam cũng điểm đến du lịch xanh luôn. Có thấy cái chỗ này cũ lắm luôn. Rồi tới quán cơm rồi Bin ơi. Bên phải nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt vô đây cho em Bin ăn cơm, em đói quá đói rồi. Mình sẽ đến quán Cơm Linh nha các bạn. Hoặc là quán Bếp Nhà đi, Cơm Linh đông quá. Bây giờ mình sẽ đi xem show diễn Ký ức Hội An sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối. Thì bây giờ cũng sắp đến giờ diễn rồi. Mình vào để mình làm thủ tục đi vào rạp rồi mình xem ha. Thì trong cái gói phòng ở bên Memories Hội An Resort and Spa của mình đó, đã bao gồm luôn cả vé xem show. Cho nên đó là mình sẽ đi vào khu vực xem show luôn. Mình sẽ scan mã qua nha các bạn. Mình sẽ scan mã QR qua. Sau khi làm xong thủ tục kiểm soát vé thì mình đã vào đến Ký ức Hội An sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Xin kính mời các vị khách quý ổn định vị trí tại các khu vực khán đài. Mình đã vào đến khán đài show Ký ức Hội An được công nhận là show diễn đẹp nhất thế giới. Hôm nay mình mới có cơ hội được xem lần đầu tiên. Đây là một cái quảng trường rất là to như một cái sân vận động đó các bạn. Hạn chế di chuyển trên khu vực khán đài. Xin chân thành cảm ơn sự tôn trọng của quý vị. Bây giờ sẽ bắt đầu show diễn Ký ức Hội An. Quý khách vừa mới vào rạp vẫn chưa có ổn định chỗ ngồi được. Em không biết khi nào là bắt đầu. Nên em để sẵn rồi. Đây, màn 1. Màn 1 sẽ là sinh mệnh. Một vòng đất mới được bắt đầu từ những mầm sống. Những sinh mệnh được sinh ra có tiếng khóc chào đời. Mở ra những
té nước. Thank you.
đầu sóng gió. Vì một tương lai phồn vinh cho đất nước. Những chàng trai ấy dù phải vượt qua bao khó khăn thử thách vẫn luôn vững lòng hướng về phía trước. Bơi sâu, bởi sâu trong tim họ. Ánh đèn ấm áp nơi quê nhà vẫn luôn cháy trong tim. Ánh lửa soi đường cho họ chứng thành tình yêu bất diệt của những người con gái Hội An thủy chung son sắt. Thank you.
con gái Việt màng năm áo dài. Vẻ đẹp đó đã vượt qua không gian và thời gian. Đó. Lá vàng rồi, vỗ tay vỗ tay. Ba con ngồi nãy chưa ra đứt ra. Oh. Chưa đạp bánh kem rồi tới. Vui nha. Cái đường chạy không mấy em ơi. Nó la lết rồi cũng ra tới. Thank you.
mọi người chạy thuyền hoa đăng á anh. Đâu? Nè, thuyền qua thuyền lại nè. Để giết ra mang nha. Dạ. Mình băng qua đường kia là con sông luôn anh, qua đó luôn kìa. Là sông luôn á. Đây phòng của mình ở là phòng view sông Thu Bồn, cho nên là buổi tối rất là vui, mọi người đi thuyền thả hoa đăng. Mình ngồi đây thôi. Mình happy lắm. Hôm nay dậy sớm bơi một vòng thể dục thể thao rồi chụp một bộ ảnh xong thì bây giờ nhà mình sẽ đi ăn sáng. Bữa sáng hôm nay tại resort cũng phục vụ là buffet sáng. Mình thấy lượt khách lưu trú tại resort khá là đông. Hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng, cho nên là trốn ở trong phòng phải lạnh thì cảm thấy thật là thoải mái. Chị ở phòng 110. Đây không gian nhà hàng. Cái nhà ở của mình đâu rồi? Mình sẽ dùng bữa sáng tại nhà hàng. Bé bé xinh xinh như vậy. Phật được phục vụ cũng khá là gọn gàng đó các bạn. Bây giờ là cũng là 9 giờ sáng rồi. Thời gian ăn sáng là từ 6 giờ 30 cho đến 10 giờ. Cho nên bây giờ đồ ăn cũng khá là vơi, là 9 giờ nhà mình mới ra ăn nè. Hôm nay sẽ ăn healthy. Rau củ quả là chính, dù là mấy ngày ăn nhiều quá rồi. Có bánh bao, há cảo, súp bắp gà, cháo trắng, cơm chiên, rau củ, gà kho, mì xào rau, rau xào, bánh bột lọc nhìn ngon, bánh nậm, hay là quầy nước. Nó là người yêu của mình. Bên này sẽ phục vụ món nước gồm có phở gà và cao lầu. Nên mình sẽ có món cao lầu được phục vụ tại nhà hàng luôn. Chúc các bạn một buổi sáng thật là ngon miệng. Và khi đến Hội An thì có thể lựa chọn Hội An Memories Resort and Spa để làm nơi lưu trú rất là thuận tiện và xinh đẹp nha các bạn, lại rất là tiện nghi nữa. Đây, mình cảm ơn các bạn đã xem video review của mình. Bây giờ mình sẽ đi về phòng sạc pin điện thoại, sau đó là enjoy bữa sáng cùng với gia đình. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và năng lượng nha.